Thưa quý vị, ngày hôm qua tại phố sách Hà Nội, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi giao lưu và ký tặng sách cho các độc giả thân thiết. Và hãy cùng với Chuyển động 24 giờ lắng nghe những chia sẻ của ông về sự nghiệp viết sách cho thiếu nhi của mình. Rất cảm ơn nhà văn đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình ạ. Sau cái buổi ký tặng sách thì bây giờ cảm xúc trong lòng ông thấy như thế nào? Bây giờ thì nó vẫn còn rất là lâng lâng, nó cảm giác là ấm áp. Tôi không nghĩ là có những em đi xếp hàng từ lúc 4 giờ sáng. Thì mình thấy cái tình cảm của bạn đọc dành cho tôi thì nó rất là nhiệt tình. Trái tim mà khi nhúng vào tình yêu thì nó linh men. Mỗi một nhà văn thường có một cái đề tài riêng. Tại sao ông lại dành cả cái sự nghiệp viết của mình để viết về tuổi ấu thơ? Vùng quê hương sáng tạo của tôi là tuổi thơ. Tôi 14 tuổi là tôi xa quê hương rồi. Thành ra lúc nào mình nhớ đến kỷ niệm của mình thì nó đều là cái nó diễn ra trong khoảng thời gian từ 14 tuổi tôi trở về trước. Không phải là chỉ viết để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc mà nó thỏa mãn chính cái tình cảm của mình. Suốt 14 cái năm tuổi thơ đấy thì có nhiều câu chuyện xảy ra như thế hay sao để ông có thể viết được rất là nhiều tác phẩm và không có một cái câu chuyện nào giống câu chuyện nào cả? Một phần thì tôi nghĩ là cái tuổi thơ của tôi chắc là gọi là tuổi thơ dữ dội đó. Tôi có thời gian đi dạy học thì cũng gần gũi với học trò của mình. Rồi có khoảng thời gian tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ thiếu nhi. Thành ra nó có nhiều cái kỷ niệm, nhiều câu chuyện. Tôi nghĩ là đến giờ này thì tôi cũng vẫn có rất nhiều câu chuyện chưa có dịp kể. Và tôi sẽ kể ra những cuốn sách khác. Tuổi thơ êm đềm thì chưa chắc đã có một nhà văn Nguyễn Nhật Ánh của ngày hôm nay. Thì đúng rồi, có khi nếu tuổi thơ êm đềm quá thì tôi sẽ trở thành một nhà viết sách giáo khoa về đạo đức thì chẳng hạn. Chứ không có thành nhà văn. Thưa quý vị, chỉ trong buổi sáng ngày hôm qua thôi thì đã có gần 2.000 các bạn trẻ đến xếp hàng từ sáng sớm để được gặp mặt, xin chữ ký và bắt tay với tác giả yêu thích của mình. Và như chính nhà văn đã chia sẻ là có những độc giả đi từ 4 giờ sáng. Đó thực sự là những tình cảm rất là đáng quý, là động lực để cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục chắp bút cho những trang sách của mình. Dạ, cháu đọc quyển sách tôi là Beto. Phải bắt tới mùa hè ra vì cháu thấy nó hay. Quyển em thấy đặc biệt nhất đó là quyển Đi qua hoa cúc ạ. Rất là sâu lắng và tình cảm, bong bóng lên trời ạ. Em cũng thích nhất một cái câu là cái hạnh phúc với lại cái giấc mơ nó chỉ đến với một người mà người ta biết tin vào cái điều đấy. Anh ấy có một cái thành công trong cái việc mà viết cho cái lứa tuổi mới lớn. Anh ấy viết rất là trong sáng, rất là mong manh. Cái câu chuyện trong tác phẩm mới nhất này, Cây chuối non đi giày xanh, có cái điểm gì đặc biệt không ạ? Cái chuyện này là kể về hồi cấp 2. Tôi chơi thân với rất nhiều chú tiểu ở trong cái chùa Giác Nguyên là kế nhà tôi á. Và tôi hay qua chùa ăn cơm rồi leo lên cành phượng. Đến khi tôi lên lớp 10 thì có học với chung một chú tiểu thực. Thì đây là hai hình ảnh này thì tôi ghép lại với nhau thành ra nhân vật chú tiểu khôi ở trong cuốn sách này. Trong thời gian tới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tiếp tục viết về mảng đề tài thiếu nhi nữa không? Cái đó là cái đáng nói. Nếu bây giờ mà tôi chuyển qua tôi viết đề tài khác thì rất nhiều trẻ em rất buồn. Thì giống như một người sản xuất nước hoa vậy, đang được người tiêu dùng nó đọc cái tự nhiên mình chuyển sang sản xuất nước mắm chẳng hạn thì thấy nó không có cái lý do gì mà nó chính đáng hay là nó kỳ diệu gì để mới làm vậy đó. Cái tác phẩm đầu tiên mà ông viết đó là Cú Phạt Đền. Đúng rồi. Thế Nguyễn Nhật Ánh của cái thời điểm đó với Nguyễn Nhật Ánh của thời điểm này có cái điểm gì khác nhau hay không? Có những cuốn sách mà tôi viết là cái bối cảnh là cách đây 40 năm, thậm chí 50 năm. Độc giả trẻ của tôi bây giờ có thể là mấy em sinh hoạt một cách rất là hiện đại. Nó khác cái trẻ em của tôi hồi xưa. Nhưng mà cái cảm xúc hay là một người bạn gái thích một người bạn trai thì cái sự hồi hộp đó, cái sao xuyến đó, cái tưởng mê lớn thì nào con người thì nào nó cũng giống nhau. Mình phải sống thật sâu với cái cảm xúc đó thì tôi nghĩ là bạn đọc thầy nào cũng tìm thấy mình trong đó. Có thể gọi ông là một cậu bé chưa chịu lớn. Nếu như vậy thì tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc. Tôi thấy cũng nhiều người nói là cuốn sách của tôi là giống như cái bản đồ vậy đó. Nó chỉ đường, nó dẫn đến một cái kho báu quý giá nhất của mỗi người. Đó là tuổi thơ. Mong rằng là nhà văn luôn có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay nữa. Xin cảm ơn ông ạ. Xin cảm ơn.